Vâng, xin chào toàn thể quý vị các bạn đang theo dõi trang fanpage của công ty thiết kế nhà đẹp Green. Thì hôm nay rất là vui mừng được gặp lại quý vị các bạn và sẽ chia sẻ đến quý vị các bạn cái bộ hồ sơ bản vẽ mẫu nhà phố 4 tầng được xây dựng tại trung tâm huyện Thủy Nguyên, thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Thì đây là toàn bộ cái hồ sơ bản vẽ mà công ty thiết kế nhà đẹp Green đã thiết kế cho khách hàng. Đây là quang cảnh xung quanh ở công trình. Đấy, phía sau kia sẽ là trung tâm thương mại. Thì mình sẽ chia sẻ từng phần một để các bạn có thể tham khảo về cái mẫu nhà phố này nhé. Đây là toàn bộ cái phần tổng quan mặt tiền phía trước. Cái điểm nhấn là thiết kế ô cửa kính. Toàn bộ phần dưới không gian tầng 1 này sẽ sử dụng để kinh doanh. Trên tầng đây sẽ là tầng lừng, sẽ bao gồm phòng khách và phòng bếp của gia đình. Phía bên trên đây sẽ là khu vực công năng phòng ngủ, phía trên cùng là tầng tung, rất là đẹp. Phía mặt tiền chính điện này, các góc độ khác của công trình. Có những cái điểm nhấn ở đây là toàn bộ cái phần mặt bằng nhé, mặt bằng công năng phía dưới là để kinh doanh này. Trên tầng lửng tôi sẽ chia sẻ nhanh trên tầng lửng, đây là khu vực không gian phòng khách, là từ đây sẽ nhìn trực tiếp được xuống phía dưới đang kinh doanh như nào, hoạt động làm sao, rất là cụ thể. Đấy, bao gồm không gian phòng khách, phòng bếp, phòng ăn. Lên trên tầng 3 thì sẽ là cái không gian sinh hoạt chính của gia đình, sẽ là khu vực từ đây lên sẽ là khu vực phía đây sẽ là hai phòng ngủ này, hai phòng ngủ. Đây là khu vực phòng ngủ chính của vợ chồng gia chủ, phòng ngủ master có cả vệ sinh, nhà tắm khép kín bên trong. Đây là hai phòng ngủ dành cho các cháu nhỏ, có các vị trí giếng trời thông xuống từ trên tầng trên thông xuống đây để có thể tạo được cái nguồn không khí tươi sạch bên trong nhà dành cho các cháu nhỏ ở hai phòng ngủ này. Tôi sẽ chia sẻ đến các bạn. Đây, phần phía trên tầng tum cao nhất thì sẽ là không gian khu vực phòng thờ và một phòng nữa để đồ sinh hoạt chưa sử dụng đến. Đây là cái khu vực ô giếng trời này, cái điểm nhấn chính để tạo được cái không gian tươi mát đúng với tiêu chí nhà đẹp Green đưa ra, đó là phải đầy đủ gió ánh sáng vào bên trong một căn nhà, cho dù đó là vị trí ở đâu thì chúng ta cũng có thể làm được. Rồi, đây là các phần đầy đủ bộ hồ sơ kiến trúc của công ty, thì sẽ gồm phần 2D và phần 3D kèm theo đây, rất là đầy đủ chi tiết, có cả hình màu để cho chủ nhà và các thợ thi công sẽ dễ dàng hình dung hơn. Đây thì sẽ giới thiệu đến quý vị các bạn nhé. Mặt tiền công trình là 4,5m nhân với chiều sâu nhà là 18,45, gần 18,5m. Công năng rất là đầy đủ, toàn bộ phần không gian phía dưới đây sẽ dùng để kinh doanh, còn ở trên đây là sẽ là tầng lửng, khu vực không gian phòng khách, bếp. Đấy, không gian phòng phòng này là khu vực phòng bếp này, còn đây là sẽ là phòng khách, nhìn xuống vị trí thông tầng phía dưới. Đấy. Công trình nằm ngay trên cái vị trí đắc địa ở trung tâm thương mại, chính vì thế là ngày mai khu vực phía dưới tầng sẽ dùng để kinh doanh, nó sẽ rất là hợp lý. Thì chủ nhà đã biết đến công ty thiết kế nhà đẹp Green qua rất nhiều các video chia sẻ trực tiếp trên các mạng xã hội như là Facebook, Zalo, và đã liên hệ tìm đến đội ngũ kỹ sư kiến trúc sư công ty thiết kế nhà đẹp Green để chia sẻ cho các bạn được thấy một cái công trình rất là hiện đại đây. Thì tôi sẽ một lần nữa cho các bạn cùng chiêm ngưỡng lại cái phần không gian đẹp nhất của công trình. Đấy, các bạn có thể thấy được các hình 3D đã được thiết kế trước để chủ nhà hình dung hơn về cái ngôi nhà mơ ước của chính mình. Phần mặt tiền đây là 4,5m này, chiều sâu nhà là 18,5m, đầy đủ các công năng. Sẽ cho các bạn cùng xem những cái hình ảnh góc độ tiếp theo với không gian thiết kế hoàn toàn mở ra để đón những nguồn năng lượng tốt nhất vào căn nhà, giúp chủ nhà có thể kinh doanh tốt và mọi người có cái cuộc sống sinh hoạt bên trong nó hài hòa, hợp lý, gần gũi với lại không gian phía bên ngoài thiên nhiên. Rồi, mình sẽ
kết thúc buổi chia sẻ về cái mẫu hồ sơ nhà phố 4 tầng này tại đây. Thì mình sẽ tiếp tục cái phần công việc còn lại của mình. Rồi, cảm ơn toàn thể quý các bạn đã theo dõi chia sẻ trực tiếp của công ty thiết kế nhà đẹp Green. Quý các bạn nào mà cần tư vấn thiết kế xây dựng các mẫu nhà vườn, nhà phố, nhà biệt thự thì có thể liên hệ với công ty thiết kế nhà đẹp Green theo số online 0386 325 566 nhé. Đây số điện thoại công ty 0386 325 566. Cảm ơn toàn thể quý các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý các bạn ở những video lần sau. Chị thấy em bên đơn vị công ty thiết kế xây dựng của công ty thiết kế nhà đẹp Green, sau khi thiết kế xây dựng cho chị cái căn nhà như này rồi thì chị cảm nhận thế nào khi chị vào? Tôi rất là hài lòng luôn, vì trước khi mà gia đình tôi làm cái nhà này tôi không nghĩ là làm kiểu gì cho đẹp được. Thế là các cháu bây giờ mẹ đời người mới làm cái nhà, cố gắng mà thuê các chú làm thiết kế cho, đúng là từ cơ thiết kế xong cái nhà đúng là tôi thấy thoải mái luôn. Nhưng đến lúc chị nghĩ là làm mà nếu mà theo như mình mà làm không có thiết kế thì làm nhà sợ nó chật. Không đẹp, nhưng mà như vậy làm vậy là công nhận thoáng mà đẹp thật đấy. Hết ý là đẹp luôn, cũng là xứng đáng. Mình bỏ ra cái đồng tiền đấy, thiết kế cái rất là tốt cho gia đình. Tốt mà ai cũng đến cũng xem mà mình thấy nó cũng hợp lý mà. Mà đẹp thật, đúng là lúc mà làm xong cái nhà là nghĩ là đúng là công nhận là mất đồng tiền thật, nhưng mà mình nó xứng đáng luôn. Thế trong quá trình thi công thì các bác thợ cứ học là họ hàng anh em cứ đến họ thay đổi nó, thay đổi cái kia đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà anh chị rất là kiên định, vẫn cứ giữ nguyên theo thiết kế thì để được cái không gian nhà nó rất là đẹp như này. Tôi đã thuê các chú cố gắng theo thiết kế như vậy. Vâng. Thế thì bây giờ nếu mà chị có một cái lời khuyên cho tất cả các cô, các bác, anh chị mà xem được video này mà muốn xây nhà thì có nên đặt thiết kế không ạ? Có chứ, tôi nên động viên mọi người, những sau này mà ai mà có ra điều kiện như gia đình nhà tôi đấy, là tôi nghĩ là tôi nên động viên mọi người là cố gắng thuê các chú thiết kế bên làm kỹ sư về làm cái này là đúng được như ý luôn đấy. Như tôi ngày xưa tôi cũng mơ ước mà, tôi mơ ước đúng là như vậy là được như ý của tôi. Như này là tôi mong là mọi người là cố gắng là thuê các đoàn thợ thiết kế, người ta thiết kế mà làm như này nó được như ý của mình, đẹp lắm, tôi thấy thích. Vâng, em cảm ơn chị. Thì cũng qua video này kính chúc anh chị và đại gia đình mình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, và cũng cảm ơn anh chị đã tin tưởng công ty thiết kế nhà đẹp Green và tin tưởng đội ngũ kiến trúc sư nhà đẹp Green. Thì em chân thành cảm ơn chị. Cảm ơn chú nhé. Cảm ơn chị. Anh thấy là khi có bạn vẽ thì anh ở trong cái không gian phòng với tất cả thì ánh sáng như nào anh? Ánh sáng thì lấy là vừa đẹp, không có vì cái thiếu ánh sáng. Vâng. Rồi cái chi phí mà khi mình có bạn vẽ rồi, cái chi phí phát sinh nó có nhiều không anh? Hay là không có phát sinh? Phát sinh thì không, hình như là không có phát sinh là bao. Rồi, ok. Thì vừa rồi đây là những cái anh tâm sự. Bây giờ em hỏi anh một câu nữa. Nếu mà như tất cả các bạn đang ở Phú Cát, Quốc Oai mà đang cần xây nhà thì anh khuyên các bạn ấy một điều gì? Thế nếu như mà theo mình thì nếu như mình mà là có chương trình đường làm nhà là mình nên có một cái bản vẽ để giữa mình với thợ là không bao giờ phải là phát sinh cái nọ cái kia. Rất là mãn nhận là cái bản thiết kế của các cháu. Rất là cảm ơn anh em công ty đã thiết kế cho tôi xây được căn nhà này. Trong khi mới được bận rộn nhưng mà tôi thấy là thiết kế là rất là thoáng đãng, không gò bó, nên là các phòng ngủ hay là phòng khách cứ là đều thông thoáng. Chị rất là cảm ơn nhà thiết kế đã thiết kế cho chị một cái nhà rất là ưng ý và rất là ấy ạ, rất là đẹp ạ. Ngoài cái việc ưng ý là đẹp rồi thì khi mà có hồ sơ bản vẽ đấy thì chị Thu thấy là thợ làm như nào, khi có hồ sơ bản vẽ thì có tiện lợi không ạ? Nói chung là nhà chị làm theo bản vẽ hết, cứ đến đâu là thợ cứ mở bản vẽ ra xem, cho nên nhiều khi rất là tiện lợi, và kể cả nhiều khi đi vào hoàn thiện mà mọi thứ mình sử dụng nó đều là ưng hết ạ. Gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả anh em mà thiết kế ngôi nhà đẹp đã giúp đỡ thi công cho gia đình nhà chúng tôi được một cái ngôi nhà rất là đẹp. Cho nên là gia đình chúng tôi đến thời điểm này là rất hài lòng. Thứ nhất là cái công năng mà sử dụng rất là tốt. Thứ là cái phòng ngủ này, phòng khách, phòng thờ, nhà ăn. Sau đó là thềm bậc ra ngoài thì cho
nó rất hài hòa. Đấy là cái tâm niệm của chúng tôi, thầy các đồng chí ở trong cái kiến trúc sư đã thực hiện đúng được cái tâm niệm của chúng tôi. Với tôi là Green làm là tốt. Em chào anh Hải nhé. Cảm ơn anh đã sử dụng dịch vụ tư vấn thiết kế của nhà đẹp Green. Thì qua cái công trình vừa rồi thì giờ nó đã hoàn thiện xong, anh đã ở. Thì giờ cái cảm nhận của anh về cái không gian nhà khi có bản vẽ thiết kế của đơn vị công ty thiết kế nhà đẹp Green thì anh cảm nhận cái không gian ở thế nào? Nói chung là hợp lý, thoáng đãng và bố cục rồi công năng rồi, nói chung mọi cái không gian rồi cửa đảng rồi mọi cái nói chung là tốt. Cảm ơn anh đã sử dụng dịch vụ về không gian rất là tốt đúng không ạ? Thì nếu mà anh có cái chia sẻ về cái bạn chuẩn bị xây nhà thì anh có những cái chia sẻ như nào cho các bạn? Thì nếu như các bạn xây nhà thì cũng nên là thuê một nhà thiết kế. Với tôi là Green làm là tốt.